GSC Moto gia nhập thị trường Việt Nam với cam kết mang lại chính sách chất lượng hàng đầu, thể hiện sự cam kết offer chính sách bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện ở đến trước. Cam kết thực hiện chính sách cứu hộ trong vòng 7 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện đến trước. Và thứ ba, đó là chính sách bảo dưỡng. GSC Moto cung cấp miễn phí tiền cơm bảo dưỡng trong 7 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện đến trước. Cam kết về dịch vụ và chăm sóc khách hàng, GSC Moto có thực hiện dịch vụ task off đảm bảo về hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng ở mọi thời điểm, mọi thời gian và 24/7. Vậy chúng ta thấy rằng nhắc đến GSC Moto với chiến lược chất lượng tại thị trường Việt Nam rất dễ nhớ và dễ hình dung, đó là chính sách 7/7/7 và 24/7. GSC GS8 hoàn toàn mới là một chiếc SUV full size có công nghệ tiên tiến và vận hành mạnh mẽ, mang lại trải nghiệm lái xe thú vị và tạo vị thế cho chủ nhân. GSC GS8 GL với mức giá đề xuất là 1.269.000.000. Phiên bản thứ hai GSC GS8 hoàn toàn mới GT có giá bán đề xuất là 1.369.000.000. Được phân phối thị trường Việt Nam với 3 màu sắc được chọn: màu đen đỉnh đám, màu trắng pha lê và màu xanh huyền bí. Nói chung là giá này giảm tầm 200 là ok. Tất cả khách hàng sử dụng xe GSC GS8 từ nay đến trước ngày 30/9 đều được trang bị kèm theo xe và tặng đặc biệt, đó là phim giám định cao cấp iSchool. Và điều đặc biệt ngày hôm nay, một sản phẩm được mong chờ thị trường Việt Nam, một sản phẩm mà đã có lập kỷ lục 65 tháng liên tiếp giành ngôi vị quán quân số 1 về thị phần cho phân khúc xe MPV full size tại thị trường Trung Quốc. Bản thân SUV nó đó chính là GSC M8 hoàn toàn mới với thông điệp kiến tác du hành sang trọng. GSC M8 là chiếc MPV full size sang trọng với thiết kế và an toàn đẳng cấp, mang lại trải nghiệm thú vị trên mọi cung đường. Với 3 phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam, phiên bản thứ nhất GAC 2.0 Turbo GL Master có giá bán đề xuất là 1.699.000.000. Phiên bản thứ hai GAC M8 GT Master có giá bán đề xuất là 1.799.000.000. Và phiên bản cao cấp nhất GSC M8 GX Master có giá bán đề xuất là 2.199.000.000. Tại thị trường Việt Nam, chúng tôi cung cấp hai lựa chọn màu sắc cho GSC M8 hoàn toàn mới.